Xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Dagetest xin giới thiệu đến quý khách hàng về bộ cách điện Shure có công suất 1000W. Đầu tiên ta sẽ cùng đi tìm hiểu bộ sản phẩm này sẽ có gì nhé. Đầu tiên khi đọc hộp bộ sản phẩm, ta sẽ có hai dây để đấu nối với ắc quy. Và đây là tổng quan về sản phẩm. Bộ inverter Shure 1000W 12V này là chuyển đổi tự động dòng điện một chiều điện áp thấp 12V sang dòng điện sai chiều điện áp cao 220VC với tần số là 50Hz, lấy nguồn từ bình ắc quy 12V dân dụng như xe máy, xe hơi. Tiếp theo, Dagetest cũng xin giới thiệu đến quý khách hàng một vài thông số kỹ thuật cơ bản của bộ inverter Shure 1000W 12V này. Thì bộ inverter Shure có model là SAA 1000A, thương hiệu Shure và có công suất 1000VA, có điện áp đầu vào 10.6VDC đến 15VDC, tần số đầu ra 50Hz, điện áp đầu vào là 200 đến 220VC và có dòng không tải là nhỏ hơn 0.2A, độ hoạt động từ âm 10 độ C đến 50 độ C và độ ẩm hoạt động từ 20% đến 80% mà không ngưng tụ. Phạm vi nhiệt độ là từ âm 20 độ C đến 60 độ C. Với phương pháp làm mát điều khiển nhiệt độ thông minh, làm mát không khí và quạt thông minh thì bộ inverter Shure này được thiết kế rất nhỏ gọn với kích thước sản phẩm tương ứng là 295 và 55mm với trọng lượng cực kỳ nhẹ là 0.65kg. Vừa rồi Dagetest đã quay tổng quan sơ bộ về bộ sản phẩm kích điện Shure có công suất 1000W này. Sau đây chúng ta sẽ đi cùng tìm hiểu cụ thể hơn về cấu tạo của nó. Đầu tiên, đối với mặt trước của bộ kích điện Shure này sẽ có một màn hình LED hiển thị cùng với thông số của nhà sản xuất như điện áp và công suất, và được sản xuất ở Trung Quốc. Đến với phía bên này của bộ kích điện Shure sẽ có, đầu tiên là ở giữa là quạt tản nhiệt cho bộ kích điện. Bên cạnh là hai cực đấu nối. Đối với cực màu đen ký hiệu trừ là nối với cực âm của ắc quy. Cực có ký hiệu cộng màu đỏ là nối với cực dương của ắc quy. Và ở phía bên này sẽ có nút công tắc nguồn on off cùng với ngõ ra AC 220V. Ngoài ra, đặc biệt inverter Shure 1000W 12V còn có các chức năng có thể kể đến như sau. Đầu tiên là độ ổn định điện áp cao và có chi phí vận hành thấp, không gây tiếng ồn, không tốn nhiên liệu, không cồng kềnh, không gây ô nhiễm môi trường như chạy máy phát điện và có dải điện áp đầu vào rộng. Ngoài ra còn bảo vệ quá tải, ngắn mạch, quá áp, thấp áp và quá nhiệt, bảo vệ ắc quy. Cuối cùng còn có ắc quy gắn ngoài và có thể mở rộng. Rồi Dagetest đã giới thiệu đến quý khách hàng bộ kích điện Shure có công suất 1000W. Nếu quý khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm hoặc cần được tư vấn, hãy liên hệ với Dagetest thông qua website dagetest.com hoặc số điện thoại 034 3535 797. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.